Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình nè, mình đây từ từ bà đạo người nha. Xin chào anh em của game Poké Đại Chiến nha, mình đây từ từ bà đạo các bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ không video cho anh em xem video về có like, share, thay đăng kênh cho nó khí khoản mình rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục hành trình đua top server mới anh em, server 999 anh em. Đó, hôm nay là ngày thứ 6 rồi các bạn. Đấy, anh em xem video sáng nay chưa? Tình hình hôm nay tôi đã bị rất nhiều anh em vượt mặt rồi, nên là hôm nay chúng ta phải cố gắng có nhiều đột phá trong ngày hôm nay anh em, đặc biệt là về vấn đề lực chiến các bạn. Đấy, hôm nay tôi phải cố gắng đột phá được lực chiến anh em. Thành tựu mới à, ô ngon, vừa sáng ra đang mở lem một đống kim cương rồi, ngon lành thế nhờ. Ai chàng bét đây rồi, ok để tí tôi làm chấm đã. Sương sương ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tiêu phí các bạn nhá. Đấy, tôi mới vào thì chào nhẹ luôn anh em, làm luôn 4k kim cương các bạn để lấy luôn đồ hôm mới để xem là có đột phá được lực chiến không anh em. Đột phá được lực chiến thì bắt đầu đẩy lấy luôn anh em. Rồi ok, còn thiếu một lần nữa thôi là xong. Rồi, hôm nay thì mục tiêu vẫn là mục tiêu 6k anh em nhé, bởi vì hôm nay cũng là ngày cuối event rồi, nếu không tiêu được thôi thì cũng đành chịu các bạn, mà vẫn sẽ cố gắng để ăn đến tiêu đến 6k các bạn nhé. Đột phá nào. Rồi thân mệt, mong rằng sẽ ra được nhiều đồ ngon anh em, không dám dùng nhiều các bạn, dùng một món một, kính vạn hoa, kính vạn hoa. Ừ, có thể có món mang được rồi anh em, vạn hoa có 4 nữa kìa, cùng được cái long nha. Ok, tôi thấy là tôi có cái để phá rồi anh em, trang bị mặc nào, ghép nào, nam châm, kính vạn hoa anh em, tôi có một món kính vạn hoa cộng 6. Rồi ok, vậy là ăn cơm rồi. Đầu tiên thì mang kính vạn hoa cộng 6 cho Luza các bạn nhá. Đấy, cuối cùng anh Luza có đồ xịn sò để mang rồi. Nam châm thì mang cho cháu này. Còn đâu cháu này thì mang cho quốc 4 à. Ok, vậy thì đáo đi, cho cháu này cầm gậy này anh em. Mai có Gomin về thì đổi sau nhá. Một số bạn hỏi tôi là sao anh không đổi bét đổi biết, thì từ từ anh em, ngày mai có Gomin về tôi mới đổi được các bạn. Rồi giờ thì bắt đầu mang cho mấy cháu này nữa anh em. Ghép lên nào, con này cũng đồ 6 luôn các bạn. Xón bò, mang tổng đồ 6 này cho cháu này nhỉ. Điện à. Đây cháu này mang cái này đi anh em. Rồi cháu này thì cho mang có thể mang này đi anh em, đeo vào đặc biệt cũng được. Đấy, nghe cũng được rồi anh em. Đây mấy cháu này tôi không chơi lắm, nhưng mà thôi thì dù sao cũng đang có trên trận, bạn cũng đeo vào đồ vào cho luôn. Đó, có thì cũng mang vào anh em. Rồi huấn luyện skin nào. À mà từ từ, tôi chuẩn bị lên cấp rồi anh em. Chuẩn bị lên cấp rồi, từ úp cấp đây nha. Ok anh em, đột phá lực chiến. Ôi, vẫn chưa đủ lên cấp à? Tính sai à? Ôi rồi ôi, thiếu một tí nữa các bạn. Ok vậy thôi, để vượt map đi. Ai chả có anh em gọi bot à? Gọi bot thì lại đánh nhầm mạc của mình rồi. Từ từ tôi cày đây anh em nha. Ok, chứ mà lên level 54 rồi anh em. Rồi, lên level 54 rồi. Đột phá lực chiến và phá map thôi anh em. Giờ tầm này chỉ đột phá lực chiến và phá map thôi các bạn. Đây, cộng skin đó anh em. Rồi, huấn luyện skin nào. Đó, huấn luyện skin. Thân mật. Thân mật, ôi chà, gần lên 52 rồi kìa. Ngon anh em. Ui, ngon. Đó, hôm nay đổi được trang phục mặt trang bị nữa anh em. Đây, pro tôi vẫn chưa tẩy được các bạn này. 370k rồi. Giờ thì hình nhà bắt đầu cày cuốc thôi anh em. Có gì đó tôi sẽ quay bạn coi nha. Ok. Ok. Giờ là sau buổi live anh em. Và kết thúc buổi live xong thì tôi cũng nâng cấp linh tinh, nói chung thì cũng được một tí thôi anh em, cũng không lên được nhiều. Nói chung thì hôm nay cũng không lên được nhiều đâu các bạn. Điểm qua một xíu, nâng cấp qua lực chiến anh em, xem là có đột phá gì mới không. Nếu có đột phá thì chúng ta sẽ tiếp tục hành trình cày cuốc anh em. Xem nào, xem nào. Còn đường huấn luyện các bạn. Đấy, bên này nào. New vào. Lên. Lên. Tạm ổn. Ô kìa. Cú thế nhờ, không đồng phát nào lên các bạn. Bên này thì có 45 điểm thôi. HP cũng chưa pull nữa bạn này. HP tôi vẫn còn có thể lên này. Đó. Thực ra cái HP này nếu như bạn nào ở đây, vừa nói cho anh em, bạn nào một tay may là có thể còn lên cao được hơn nữa. Nhưng mà rất ít các bạn nha.
Đấy, Sương Sương thì đã đột phá được mấy chỗ đấy thôi anh em. Huy Hiệu giờ thì đang đẩy lưu kích cho các bạn. Nói nữa đây anh em, 389 ạ, trời ơi. Đó là các bạn chưa là nào cho chơi một cái series VIP không mà nó phải đen như này các bạn. Đen hết tầm người khác luôn anh em, thật sự luôn. Rất là đen luôn, ở cái series này tôi chơi rất đen các bạn. Hôm nay tiêu kim cương khả năng không đủ nữa các bạn, không biết thế nào đây. Đây tình hình cháu Luza hiện giờ đến bây giờ 153k là chiến anh em. Và nếu các bạn nào ý thì pro của các cháu tôi hiện giờ đều đang xài ở hạng A các bạn ạ. Chưa có một cháu nào xài được cái sạng nào trông nó ra ổn tí ạ. Xem nào cháu này có hết pro nào trông ngon hành tí không. Cũng chỉ vậy thôi các bạn. Cháu này sao à, có book này, có book crit này. Thì mẹ chúng có book crit anh em này. Cần thiết book crit này. Tại giờ sợ không ra speed anh em. Này nu ra gần lên điểm mới rồi. Ok, xem nào, tí tôi cày đã có thể hot tại quanh anh em xem nhá. Ok, chúng ta đi đại chiến thế giới tí anh em nhá. Xong ra giao lưu anh em server tí nào, ra tỉ tỉ báo công tí anh em. Cái ông gì nhỉ, Juju gì đấy. Thấy một số anh em bảo với tôi là như ông nhận quà gui. Ông hốt quà kim cương gui, không biết là phải không. Nếu mà hốt một ngày thì không sao, chứ ngày nào mà cũng quà gui thì đua kiểu đấy thì thôi. Chắc tôi xin phép tôi đuôi lại anh em ạ, thật sự. Gặp dân chơi mà ăn nguyên quà gui mà ngày nào phát quà cho thì chắc tôi đua ông lại thật anh em. Nói chung thì tôi mới nghe thôi, còn đâu thật giả nào thì tôi chưa biết. Thế một số bạn vừa bảo là anh ơi ông Juju gì đấy, cái ông mà hôm qua bảo đánh nhau với tôi đấy, thế bảo là ông hốt được quà gui ạ. Nhìn này thua rồi ha. Ôi thắng. Ăn rùa các bạn, ăn rùa Nuza nó vẫn còn cứ tỷ lệ ăn rùa một và ăn win nhá. Nào tiếp đâu ông Juju gì đâu nào.
Ông đánh thằng em tôi VIP không, đánh thằng VIP không chứ đi. Đây, không nạp. Xem nào, 400k anh em, nó đổi team rồi sao ấy. Thằng này nó chơi thần điện anh em. Ui, thằng cu này chơi thần điện, tôi đánh không lại được đúng không các bạn? Thằng em tôi này nó đánh chơi, nó chơi tem thần điện. Mà các bạn nó điện mới mới đậm bay thì đánh nào rồi anh em. Đó, chỉ được mấy ngày đầu thôi. Nhưng mà bây giờ tôi mà tải được cái pro cho cháu Nuza mà tăng được speed thì tôi nói anh em cũng. Còn là các bạn mọi chuyện nó cũng ở diễn biến khác hoàn toàn, chứ không phải nói vậy đâu. Chẳng qua giờ là không ra cái pro thôi anh em. Cứ ở đấy, cứ từ từ. Chuyện đâu sẽ còn có đó anh em. Nuza tôi đã đột phá lực chiến mới rồi anh em. Cứ từ từ bình tĩnh. Đấy, bây giờ tôi mang new kích ra trận được rồi. Có lên nào, ô kìa. Ô kìa. Cày thế nhờ, thế thì thua rồi. Đấy, ôi, thua anh em cày đấy. Không không nên là ăn rồi á. Vẫn cay ạ, à. Ok, tiếp tục nào. Giao lưu với ông Juju cuối cùng nào. Ông nào nhỉ? Đây đúng không? Juju đây đúng không? Không phải ông này không? Tôi nhớ là cái tem này này 460k đó, ông này được cái cày được chiến nhanh này. Đấy, mấy anh em bảo là có kim cương này, tí tôi tìm mà xem nào. Ông chưa xem anh em, tí tôi tìm xem ông này cày như thế nào. Mà được cái thì thấy cũng ghê. Nói chung cày lên một chiến mà nếu không mà gui thế là ngon anh em, cho anh em biết không, như thế chơi như thế mà đúng bài đấy. Các bạn phải tìm được cái một cái gui gọi là nó có thể cung cấp cho anh em nguồn năng lượng dồi dào để các bạn hãy đua lâu dài. Bởi vì VIP không thì kim cương cần lắm, nên là kể cả gui chỉ một tuần được một lần 500 kim cương thôi cũng rất là ngon rồi. Chứ tôi thấy nhưng nghe mấy ông bảo là cái ông này nhận được rồi, không biết nhận ngày nào cũng nhận hay không thì không biết. Vậy đánh đem này nghe chừng mang cái lưu kích, hiện tại mang cái lưu kích đi vẫn còn hơi hơi sớm các bạn. Thế tôi hiện tại mang cái lưu kích đi có vẻ hơi sớm các bạn. Xong bán này tôi thử mang ra mang cái đi xem nào anh em. Thua đi. Về tôi đổi qua thành cái HP xem nó có ổn hơn không. Đổi lại thành HP nha. HP thì tôi lên 992k. Nào. Qua nào, tỷ thí võ công phát nữa anh em. Để kết thúc ngày thứ 6 anh em nha. Còn đâu tối nay thì tôi có tem đánh boss rồi. Tối nay sẽ làm clip về tem đánh boss cũng như là nổi loạn cho anh em luôn. Mai sẽ có clip. Còn đâu tối nay có đủ tiêu đủ 6k hay không thì ngày mai anh em cứ xem video là sẽ biết nha. Đấy, tối nay tôi sẽ làm clip và mai còn đủ hay không, được hay không thì sáng mai, ngày mai anh em cứ xem video là sẽ biết. Đấy, mọi thứ sẽ có câu trả lời cho anh em vào ngày mai. Căng thế nhờ. Đây rồi, cơ hội đến rồi. Đó, cơ hội đến rồi. Hết độc. Hết độc giờ lại còn cái tem GG này các bạn. GG đánh nó cũng nghe tức tối đấy nhờ. Thế con Zichi đánh nghe cũng cay nha. Nhà Zichi giờ nghe vẻ khỏe hơn rồi đấy. Ôi dồi ôi. Cứ tình hình như này là không ổn rồi. Cứ tình hình như này là không ổn rồi các bạn. Cứ tình hình như này là không ổn rồi. Rồi. Giờ còn Pikachu anh em, Pikachu nó ulti quả này bay màu dây ấy cha. Ấy cha. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa. Tôi chưa tải được Pro đâu anh em nhá, tôi chưa tải được Pro đâu. Để tôi tải Pro nữa thì mọi chuyện nó còn ở diễn biến khác nữa anh em. Hôm nay tỉ thí võ công anh em ở server nghe và đừng vẫn có vẻ ngon cơm đấy chứ không phải là giờ đâu. Thôi giờ thì cố gắng lên level 5 năm thôi, còn nó tối lên được level 5 năm hay không và đánh boss như thế nào thì các bạn đừng quên để lại đăng ký và theo dõi video nhá. Ở đâu clip tôi xin phép thúc anh em tại đây, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn video kênh Tiểu Tử Bá Đạo rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào và tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo nhá.